Gọi là trận đấu đã chính thức bắt đầu. Và chắn bóng thành công. Vâng, tình huống chắn bóng thành công vừa rồi là quả đăng khoa các bạn ạ. Hai đội đang là 7 điểm số. Vâng, đã có điều chỉnh một tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt. Vâng, Văn Bình. Quả kết thúc uy lực của Đỗ Đạt. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt rồi. Và kết thúc uy lực của Đăng Khoa, bóng vẫn còn. Tình huống bóng chắn tốt của FC Vẻ. Và kết thúc tốt của Duy Khánh rồi. Vâng. Phạm Hoàng quá đẹp mặt. Một tình huống kết thúc tuyệt vời Phạm Hoàng các bạn ạ. Hữu Hà quá hay. Một pha kết thúc tốt của Hữu Hà. Bước một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Bóng vẫn còn. Đỗ Đạt quá hay. Và kết thúc tốt của Đỗ Đạt rồi. Phạm Hoàng bóng vẫn còn. Văn Cương quá tốt. Vâng, một tình huống kết thúc quá tốt của Văn Cương các bạn. Quá tuyệt vời. Và bóng phối hợp tấn công quá tốt giữa chuyền hai Hữu Hà. Và tình huống kết thúc quá tuyệt vời của Phạm Hoàng các bạn ạ. Đăng Khoa. Và kết thúc tốt của Đăng Khoa rồi. Vâng, 5-7 cho Vàng Xanh. Văn Cương. Một pha kết thúc uy lực của Văn Cương. Cơ hội Duy Khánh cả kết thúc tốt rồi. Và phối hợp tấn công thành công. Đường một tốt. Anh Thế Ngọc. Và cái điểm của anh Thế Ngọc rồi. Anh Thế Ngọc. Và kết thúc tốt của Đức Thành rồi. Cơ hội kết thúc sẽ đấu theo thuộc sẽ thuộc về các trai bên phía đội FC Vẻ. Và cứ quá tuyệt vời là của Duy Khánh các bạn ạ. Này đang diễn ra điểm số diễn ra rất kịch tính các bạn ạ. Và cứ tuyệt vời của Phạm Hoàng. Vâng. Một tình huống lên tiếng quá khét của Phạm Hoàng để ra điểm số cho FC Vẻ. Cho Vui Vẻ. Bước một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Quá tốt. Vâng. Cặp đôi này. 8-6 cho Vui Vẻ. Một pha cứu quá tuyệt vời vừa là của Duy Khánh. Đã làm xét. Hả? Anh Vui Vẻ. Ui, một câu trả lời quá tuyệt vời đến từ Văn Cương các bạn ơi. Và phần bóng tấn công có lực tốt của Phạm Hoàng. Một tình huống kết thúc qua lực quá tuyệt vời của Duy Khánh. Vâng, Duy Khánh hôm nay là thi đấu rất ấn tượng các bạn ạ. 10 đều cho Bằng Xanh. Một pha ghi điểm của Phạm Hoàng. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công cho Bằng Xanh. Vẫn đang giành. Bám chắn quá tốt. Vâng, tình huống bám chắn thành công rồi là của Đỗ Đạt. Cho Vui Vẻ. Bước một tốt của Văn Bình. Và phối hợp quá tuyệt vời. Vâng, tình huống phối hợp quá tuyệt vời vừa rồi là giữa chuyền hai Văn Trọng và pha kết thúc tốt của Duy Khánh. 11-12 cho Bằng Xanh. Phạm Hoàng quá hay. Vâng, đấy là câu trả lời của Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn. Ai đây? Vẫn là Duy Khánh. Quá hay. Vẫn là Phạm Hoàng. Quá tuyệt vời. Lại pha với học tấn công quen thuộc giữa chuyền hai Hữu Hòa và Phạm Hoàng. À, ít kém. Ui. Và cái được quy lực vừa rồi của Duy Khánh các bạn ạ. Điểm số đó là 4 điểm số liên tiếp của Bằng Xanh. Quá tuyệt vời. Một pha kết thúc quá tuyệt vời đến từ Phạm Hoàng. Đỗ Đạt. Và kết thúc tốt của Đỗ Đạt rồi. À, huấn luyện viên trưởng đó là ông Hoàng Dũng các bạn ạ. Ông Hoàng Dũng hiện tại đang đến sân để hướng dẫn và chỉ đạo các trai bên phía đội Vui Vẻ. Một pha kết thúc tốt vừa rồi là của Đức Thành. Vâng. Bước một tốt. Pha kết thúc tốt của Đức Thành rồi. Số. Đăng Khoa. Phạm Hoàng tuyệt vời. Một pha kết thúc lấy dấu của Phạm Hoàng rồi. Uống rượu chứ. Đức Thành quá tuyệt vời. Đội một tốt Phạm Hoàng. Đỗ Đạt. Và kết thúc uy lực của Đỗ Đạt đã thành công. Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn yêu mến bộ môn bóng chuyền hơi. Hôm nay là tại sân thi đấu của Nhà văn hóa khu 1 phường Yên Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Sẽ diễn ra trận thi đấu giao hữu giữa câu bộ FC Vẻ và câu bộ Vàng Danh. Và hôm nay là sự thống nhất của ban lãnh đạo hai câu bộ đã tổ chức trận thi đấu
ra hữu tại sân thi đấu của khu 1 Vân Thanh. Và điều khiển chính của trận đấu này đó là trọng tài Thanh Trung, một trọng tài rất nhiều kinh nghiệm của khu 1 Vân Thanh, sẽ điều khiển trận thi đấu này các bạn. Và trọng tài cho anh dạo 3 quả. Và theo tôi quan sát thì đội hình ra quân của anh trai bên phía đội FC Vẻ là đội chủ nhà. Là bên phía tay trái màn hình các bạn, có thằng trai bên phía đội Thanh Niên Trẻ Bằng Danh là bên phía tay phải màn hình các bạn. Ở đội hình ra quân của anh trai bên phía đội FC Vẻ ra quân trong trận đấu đầu tiên này thì gồm có Độc Đắc, Đỗ Đạt, Hữu Hà, Văn Cường và anh Phương Thế Ngọc. Còn các anh trai bên phía đội Trẻ Bằng Danh gồm có hiện tại là tôi mới nhớ qua Duy Khánh và Đăng Khoa đây. Còn ở bên đấy, bên cạnh đó là Phạm Hoàng của FC Vẻ. Trong trận đấu đầu tiên này sẽ đầu quân cho Bằng Danh các bạn nhé. Vì lý do là Bằng Danh một nhân lực, đang thiếu nhân lực nên là Phạm Hoàng sẽ đầu quân cho Bằng Danh trong trận đấu đầu tiên này. Gọi là trận đấu đã chính thức bắt đầu. Và chắn bóng thành công. Vâng, tình huống chắn bóng thành công vừa rồi là của Đăng Khoa các bạn ạ. Và Đăng Khoa đã tình huống bóng chắn quá tốt để giành số đầu tiên trong trận đấu nhất này cho Bằng Danh. 1-0 cho Bằng Danh. Anh Vương Thế Ngọc. Vâng, cái chân rất khéo của cầu thủ trẻ bên phía Bằng Danh. Pha xử lý của Phạm Hoàng, tình huống cứu bóng tốt của Đông Đắc. Cơ hội phản công cho Bằng Danh. Tình huống kết thúc vừa rồi là của Duy Khánh. Văn Cường. Tình huống đá bóng uy lực của Văn Cường. Rất đáng tiếc cho trọng tài Thành Trung đã xác định là lỗi giãn mạch rồi. Rất đáng tiếc. Và điểm số cho anh trai bên phía đội Bằng Danh 2-0. Đúng một tốt. Đúng. Vâng, tình huống xử lý của Đỗ Đạt đã không qua được tay chắn bên phía đội Bằng Danh. Vâng, 3-0 cho Bằng Danh. Rất đáng tiếc pha phạt bóng hỏng của Duy Khánh rồi. Vâng, điểm số cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 1-3 cho FC Vẻ. Rất đáng tiếc. Ngay sau đó là tình huống phạt bóng hỏng của anh trai bên phía đội FC Vẻ. Vâng, điểm cho Bằng Danh 4-1. Đỗ Đạt. Rất đáng tiếc pha xử lý không thành công của Đỗ Đạt, bóng ngoài sân. Vâng, một điểm số được ghi cho anh trai bên phía đội Bằng Danh 5-1. Ai đây? Văn Cường. Bóng vẫn còn. Pha xử lý bóng vừa rồi của Duy Khánh. Đỗ Đạt không thành công rồi. Vâng, pha xử lý bóng không thành công của Đỗ Đạt. Vâng, một điểm số được ghi cho các thằng trai bên phía Bằng Danh 6-1. Vâng, trận thi đấu giao hữu này sẽ được tường thuật trên kênh YouTube Bóng Chuyền Hơi VH. Rất mong được sự ủng hộ của tất cả quý vị anh chị và các bạn. Vâng, một điểm số được ghi cho Bằng Danh 7-1 rồi. Các thằng trai bên phía đội FC Vẻ cố lên. Và sóng bóng ngay của Hữu Hạ. Tình huống phòng thủ tốt của Đông Đắc. Văn Cương. Rất đáng tiếc. Một tình huống bóng ngoài sân. Vâng, điểm cho anh trai về phía đội Bằng Danh 8-1 rồi. Còn khoảng cách giữa hai đội đã là 7 điểm số. Vâng, đã có điều chỉnh. Một tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt. Vâng. Và chuyền hài tốt của Đông Đắc để tạo điều kiện cho Đỗ Đạt dứt điểm. Và một điểm số được ghi cho anh trai về phía đội FC Vẻ 28 cho FC Vẻ. Và bóng rất mạnh của Hữu Hà. Một tình huống cứu bóng rất cố gắng của anh trai bên phía đội Bằng Danh đã không thành công. Và phát bóng ăn điểm trực tiếp của Hữu Hà rồi. Và Hữu Hà tình huống phát bóng ăn điểm mang điểm số 38 cho FC Vẻ. Vâng, đã điều chỉnh về chiến thuật các bạn. Bước một tốt. Không thành công rồi. Tình huống phối hợp tấn công không thành công của Bằng Danh. Vâng, điểm cho anh trai đến từ FC Vẻ 48. Và tấn công nhanh không thành công. Vâng, tình huống tấn công không thành công của Bằng Danh. Vâng, một điểm số được ghi cho các anh trai bên phía đội FC Vẻ 58. Ở hai anh trai còn lại tên là gì, bên phía Danh tên là gì nhỉ, Đăng Khoa nhỉ? Đây. Trọng với Bình à? Đăng Khoa và kết thúc. Rất tiếc trọng tài xác định lỗi giãn mạch của Đăng Khoa rồi. Vâng, điểm cho anh trai lên phía đội FC Vẻ
6-8 cho FC Vỉa Hè Vương, khoảng cách giữa đội là 1 điểm rồi 2 điểm số mà thôi. Điểm số đang rút ngắn dần các bạn ạ. Cơ hội tổ chức phản công cho FC Vỉa Hè rất đáng tiếc. Một pha chuyền hay quá khó của Độc Đặc. Vâng, điểm cho anh trai bên phía vòng danh 9-6. Phạm Hoàng thì phá bóng cho vòng danh. Vâng, một tốt cơ hữu hả. Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Rất khó chịu. Và chuyển hai hơi có bóng vẫn còn. Vâng, bóng đã lật người. Cơ hội tổ chức phản công cho bằng danh. Không được, và chuyển hai hơi khó các bạn. Đăng khóa. Rồi, trọng tài đã xác định là bóng trong sân và kết thúc tốt còn Đăng Khoa. Vâng, Đăng Khoa đã giành điểm số 16 cho anh trai bên phía đội vòng danh. Theo quan sát hôm nay bên phía đội vòng danh không có chuyền hai xuất sắc. Hùng Cường các bạn ạ. Hùng Cường của vòng danh hôm nay không có mặt tại sân. Và cứu tốt của Hữu Hà. Hai chạm rồi. Cứu hai chạm của Phạm Hoàng rồi. Và cứu tốt của Hữu Hà. Vâng, Hữu Hà đã giành điểm số 7-10 cho FC Vẻ. Đúng một tốt của Phạm Hoàng. Rất đáng tiếc. Lỗi kỹ thuật của Đăng Khoa mất rồi. Và điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ 8-10 cho FC Vui Vẻ. Bước một tốt ở Văn Bình. Và cứu quy lực của Đỗ Đạt. Vâng, tình huống cứu tốt của Đỗ Đạt rồi. Vâng, Đỗ Đạt có tình huống kết thúc tốt để giành số cho Vui Vẻ 9-10 cho FC Vui Vẻ. Vâng, chúng ta cần nhiều tình huống đá bóng như vậy nữa các bạn. Và cứu thúc uy lực của Đăng Khoa, bóng vẫn còn. Tình huống bóng chắn tốt của FC Vẻ. Và cứu thúc tốt của Duy Khánh rồi. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Duy Khánh để giành số cho bằng danh 11-9. Vâng, Đăng Khoa người phá bóng cho bằng danh. Đúng một tốt của Đỗ Đạt. Văn Cương không thành công rồi. Và kết thúc không thành công. Có điểm cho anh trai bên phía đội bằng danh 12-9. Một pha xử lý bóng ngay sang lưới của chuyền hai Đồng Đăng đã không thành công. Vâng, điểm cho bằng danh 13-9. Bước một tốt của Đỗ Đạt. Hữu Hà. Vâng, tình huống xử lý bóng không thành công của Hữu Hà. Vâng, điểm tiếp theo cho bằng danh 14-9. Một pha phá bóng ăn điểm trực tiếp của Phạm Hoàng rồi. Phạm Hoàng ơi, cháu là quân xanh thôi, đánh nhẹ nhẹ thôi. 15-9 cho vàng danh. Và kết thúc uy lực của Hữu Hà. Vâng vậy, chia tay, chia tay. Duy Khánh tay chưa? Vâng, chia tay thì điểm cho vàng danh. Vâng, 16-9 cho con trai bên phía đội vàng danh. Bước một tốt của Đỗ Đạt. Đỗ Đạt, quá hay. Tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt. Bóng chạm tay chưa? Bóng chạm tay rồi chứ. Tay tay. Và kết thúc tốt mà. Tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt là giành điểm số cho FC Vẻ 10-16. Và Đỗ Đạt chỉ cần có sự tự tin thôi là có tình huống kết thúc tốt các bạn ạ. Hữu Hà không được rồi. Và kết thúc không thành công của Hữu Hà. Vâng, một điểm số nữa cho các thằng trai bên phía đoàn vàng danh 17-10. Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Bóng ngoài sân rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 11-17. Khoảng cách giữa là 6 điểm số. Phạm Hoàng. Vâng, lỗi. Đánh lại thì huống bóng rồi. Vừa rồi trọng tài đã cất còi nhầm các bạn ạ. Vừa một tốt của Duy Khánh. Duy Khánh. Rồi phản công cho FC Vẻ Hữu Hà. Và phòng tốt của Đăng Khoa. Không được rồi. Tình huống bóng vừa rồi đã không thành công. Điểm cho FC Vẻ 12-17. Vừa một tốt của Đăng Khoa. Và xử lý của Phạm Hoàng. Đỗ Đạt. Một tình huống kết thúc uy lực. Bóng hiền rồi. Cơ hội tổ chức phản công cho FC Vẻ.
Chưa được. Ông vậy là đã có điểm số cho thằng trai bên phía đội vàng danh. Pha xử lý vừa rồi là của Phạm Hòa. 18-12 cho vàng danh. Anh Thế Ngọc chưa được. Vậy là đã có tình huống chạm lưới của các trai bên phía đội vàng danh. Điểm cho vui vẻ. 13-18. Bước một tốt của Văn Trọng. Và cứu tốt của Đăng Khoa. Tình huống ghi điểm của Đăng Khoa trong trai bên phía đội vàng danh. 19-13. Anh căng lên. Hữu Hà. Vâng, pha cứu tốt của Hữu Hà rồi. Hữu Hà tình huống ghi điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 14-19. Đánh căng lên, cống hiến lên. Phạm Hoàng quá điểm mặt. Một tình huống kết thúc tuyệt vời Phạm Hoàng các bạn ạ. Tình huống highlight của Phạm Hoàng cho Bằng Danh. 20-14 cho Bằng Danh. Và sáng bóng ngay của chuyền hai Đồng Đắc. Vẫn là Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn. Rất cố gắng, không thành công rồi. Tình huống bóng vừa rồi đã không thành công. Bơ điểm cho trai bên phía đội Bằng Danh. 21-14. Đỗ Đạt. Một tình huống kết thúc uy lực của Đỗ Đạt. Vâng, Đỗ Đạt là tình huống ghi điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 15-21. Bật điện, bật điện. Hồng pha phòng thủ không thành công của anh trai bên phía đội FC vẻ và điểm cho Bằng Danh 22-15. Hữu Hà quá hay. Một pha kết thúc tốt của Hữu Hà. Vâng, Hữu Hà có tình huống ghi điểm cho FC vẻ 16-22. FC vẻ cố lên. Hôm nay là Độc Đắc sẽ đi chuyền hai cho anh trai bên phía đội FC vẻ các bạn ạ. Cơ hội tổ chức. Vậy đã có lỗi chạm lưới của anh trai bên phía đội Bằng Danh rồi. Lỗi chạm lưới vừa rồi là của Văn Trọng. Có điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 17-22. Bước một tốt của Đăng Khoa. Pha chuyền hai hơi săn lưới. Vừa rồi là Phạm Hoàng đã bong vào không kịp. Điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 18-22. Hữu Hà phát bóng. Ui, một pha phát bóng ăn liền trực tiếp của Hữu Hà rồi. Một pha phát bóng có lực rất tốt của Hữu Hà. Vâng, vậy đã có điểm số 19-22 cho FC vẻ. Một tình huống né bóng không thành công của Văn Trọng các bạn ạ. Và phát bóng lấy dấu của Hữu Hà. Đăng Khoa quá tốt. Bóng vẫn còn. Tình huống phòng thủ tốt vừa rồi là của Văn Cường. Vẫn là Đăng Khoa. Ai đây? Hữu Hà bám chắn thành công. Tình huống bám chắn thành công vừa rồi là của Văn Bình. Văn Bình đã mang điểm số 23-19 cho Bằng Danh. Rất đáng tiếc, ngay sau đó pha bắn bóng hỏng của Duy Khánh rồi. Điểm cho FC vẻ 20-23. Khoảng cách giữa đội là 3 điểm số. Bước một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Một tình huống kết thúc uy lực của Đăng Khoa. Rất đáng tiếc, bóng ngoài sân các bạn ạ. Vâng, 21-23 cho FC vẻ. Vâng, anh Phương Thế Ngọc người phát bóng cho FC vẻ. Tình huống xử lý bóng vừa rồi là của Duy Khánh. Hữu Hà. Vâng, nỗi chưa có tình huống bóng vừa rồi là chưa lưới các bạn ạ. Tình huống đầu bóng không thành công của Hữu Hà. Vâng, người đã điểm set point cho Bằng Danh rồi. 24-21 cho Bằng Danh. Một phần bóng rất mạnh vừa rồi là của Phạm Hoàng. Đỗ Đạt bấm chắn thành công. Vâng, tình huống bấm chắn thành công của cặp đôi Văn Trọng và Văn Bình đã khép lại trận đấu thứ nhất này với tỷ số là 25-21 cho anh trai bên phía đội Bằng Danh. Hai đội sẽ tạm nghỉ phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ hai. Vâng, xin lòng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của Nhà Văn hóa khu 1 Nguyễn Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để chuẩn bị theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai giữa câu lạc bộ FC Vẻ và câu lạc bộ Bằng Danh. Vậy là trận đấu thứ hai đã chính thức bắt đầu. Đội một tốt vào Hoàng.
Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Văn Cương, pha ghi điểm của Văn Cương rồi. Vậy là tình huống ghi điểm của Văn Cương đã mở bát cho FC Vẻ trong trận đấu thứ hai này. Vậy là 1-0 cho FC Vẻ. Ơ quả vừa lấy đâu? Đánh quả vừa lấy đi. Ê, chưa xin phép vợ à? Hả? Đấy, lấy, anh quả lấy. Vâng, trận đấu này tiếp tục. Văn Cương người phát bóng cho FC Vẻ. Vùng một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Bóng vẫn còn. Đỗ Đạt, quá hay. Và cái lúc tốt của Đỗ Đạt rồi. Vâng, trong trận đấu ngày hôm nay thì Đỗ Đạt dường như đã lấy lại sự tự tin các bạn ạ. Một điểm số được ghi bởi Đỗ Đạt cho FC Vẻ 2-0. Đăng Khoa. Cần câu trả lời của Đăng Khoa. Tình huống đáp trả quá tốt của Đăng Khoa. 1-2 cho Bằng Danh. Rất đáng tiếc, ngay sau đó là pha bóng hỏng mất rồi. Và 3-1 cho FC Vẻ. Tình huống phát bóng tấn công của Phạm Hòa. Bóng vẫn còn. Văn Cương quá tốt. Vâng, một tình huống kết thúc quá tốt của Văn Cương các bạn. Ừ, Văn Cương đã giành điểm số 4-1 cho các trai bên phía đội FC Vẻ. Bước một tốt của Văn Bình. Duy Khánh quá tốt. Pha xử lý khéo của Duy Khánh đã giành điểm số cho Bằng Danh. 2-4 cho Bằng Danh. Quá tuyệt vời. Và bóng phối hợp tấn công quá tốt giữa chuyền hai Hữu Hà và tình huống kết thúc quá tuyệt vời của Phạm Hoàng các bạn ạ. Phạm Hoàng giành điểm số 5-1 cho 5-2 cho thằng trai bên phía đội FC Vẻ. Vâng, chúng ta cần nhiều từ pha phối hợp tấn công tốt như vậy nữa các bạn ạ. Vâng, Văn Cường sang người pha bóng cho FC Vẻ. Một pha bóng phát bóng rất khó chịu, một lỗi dính bóng rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 6-2. Bước một tốt của Đăng Khoa. Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Và cứu bóng tuyệt vời. Ai đây? Bóng Hiền. Đăng Khoa. Và kết thúc tốt của Đăng Khoa rồi. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Đăng Khoa để giành điểm số cho Bằng Danh 3-6. Vâng, Đăng Khoa cầu thủ trẻ có sức sướng và sức bật rất tốt các bạn nhé. Bóng chắn thành công rồi. Vâng, và lỗi kỹ thuật của Văn Cương các bạn ạ. Điểm cho anh trai bên phía đội Bằng Danh 4-6. Rất đáng tiếc. Duy Khánh trong trận đấu ngày hôm nay đến phút này là phát bóng hỏng hơi nhiều. 7-4 cho FC Vẻ. Tình huống phát bóng tấn công vừa rồi là của Phạm Hoa. Một pha bóng xử lý bóng quá bất ngờ của Văn Trọng các bạn ạ. Một tình huống xử lý bóng đầy kinh nghiệm của chàng trai trẻ bên phía đội Vàng Danh. Vâng, 5-7 cho Vàng Danh. Văn Cương, một pha kết thúc uy lực của Văn Cương. Vâng, tình huống kết thúc với lực đập sấm sét của Văn Cương các bạn ạ. Tình huống kết thúc phá chắn thành công Văn Cương để giành được số 8-5 cho anh trai bên phía đội FC Vẻ. Vâng, một tốt của Văn Bình. Không được rồi, pha bóng vào hơi sớm của Duy Khánh. Một điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 9-5. Đúng một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Bóng chạm chắn ra ngoài. Vâng, kết thúc của Đăng Khoa. À, chưa chạm chắn à? Vâng. Ok, tình huống bóng vừa rồi là bóng chưa chạm chắn. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 15. Tình huống xử lý bóng lỗi rồi. Điểm cho cái trai bên phía đội Bằng Danh 6-10. Khoảng cách xưa rồi là 4 điểm số. Và cứu tốt của Phòng Hoàng. Bóng vẫn còn. Rất đáng tiếc. Và xử lý cuối cùng của các trai bên phía đội Bằng Danh đã không thành công. Điểm cho FC Vẻ 11-6. Vâng, đã có điểm số cho Bằng Danh các bạn ạ.
Tình huống cứu bóng thành công vừa rồi là quả đăng quang đã mang điểm số cho bảng danh 71. Đội một tốt có phòng hòa. Văn Cương, bóng vẫn còn. Đánh đi. Cái chân rất khéo của Văn Trọng, quá uy lực. Một pha phá chắn uy lực thành công của Đăng Khoa. Một tình huống đập bóng như lã lại bác của Đăng Khoa vào cái chắn bên phía đội FC về. Bóng bật ra ngoài, mang điểm số cho bảng danh 8-11. Đội một tốt có phòng hoang, quá hay. Rất đáng tiếc tình huống bóng rồi lại ra ngoài các bạn ạ. Điểm cho vàng danh 9-11. Duy Khánh sang người phát bóng cho vàng danh. Và cứu bóng rất cố gắng vừa rồi là của Hữu Hà. Một tình huống mang về điểm số cho FC Vẻ. Vâng, pha bóng khá bất ngờ các bạn ạ. 12-9 cho con trai bên phía đội FC Vẻ. Đăng Khoa, một pha đáp trả quá tuyệt vời của Đăng Khoa. Vâng, Đăng Khoa đã giành điểm số 10-12 cho chàng trai bên phía đội Vương Danh. Vâng, trong các trận đấu gần đây tôi rất ấn tượng với chàng trai trẻ Đăng Khoa các bạn nhé. Cơ hội Duy Khánh, kết thúc tốt rồi. Và phối hợp tấn công thành công vừa rồi là giữa chuyền hai Văn Trọng và tình huống kết thúc tốt vừa rồi là của Duy Khánh. 11-12 cho vàng danh. Và kết thúc vừa rồi là của Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Rất đáng tiếc. Pha xử lý bóng cuối cùng của anh trai bên phía đội vàng danh đã không thành công. Vâng, điểm cho FC Vẻ 13-11. Ở Văn Cương sang người phát bóng cho anh trai bên phía đội FC Vẻ. Đăng Khoa. Một pha xử lý bóng lòng tay rất khó chịu. Bóng vẫn còn. Không được rồi, pha đập bóng không thành công của Duy Khánh. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 14-11. Bước một tốt của Văn Bình. Vâng, tình huống chuyền này hơi sát người. Pha xử lý cuối cùng đã không thành công. Một điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 15-11. Phạm Hoàng người phát bóng cho FC Vẻ. Một pha phát bóng tấn công rất mạnh của Phạm Hoàng. Vẫn là Phạm Hoàng. Không, tình huống bắn chắn thành công vừa rồi là của Văn Trọng. Ông Văn Trọng đang mang điểm số 12-15 cho bảng danh. Ông Văn Trọng cho người phát bóng cho bảng danh. Bóng vẫn còn. Cơ hội thủ chúc phản công cho bảng danh. Đăng Khoa không thành công. Tình huống kết thúc uy lực của Đăng Khoa đã không thành công các bạn ạ. Một điểm cho anh trai bên phía đội FC Vẻ 16-12. Đội một tốt có Đăng Khoa, một pha xử lý ngay của chuyền hai đó là Đức Thành. Tình huống kết thúc không thành công của Phạm Hoàng. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội bóng danh 13-16. Đức Thành người phát bóng cho bóng danh. Văn Cương không thành công rồi, rất đáng tiếc. Và điểm tiếp theo cho bóng danh các bạn ạ, 14-16. Khoảng cách giữa đội là 2 điểm số mà thôi. Bước một tốt của anh Thế Ngọc. Đỗ Đạt không thành công rồi, pha đá bóng vừa rồi hơi với. Tình huống xử lý bóng cuối cùng của Đỗ Đạt đã không thành công. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội bằng danh 15-16. Khoảng cách giữa đội là 1 điểm số mà thôi. Rất đáng tiếc, tình huống phát bóng ra ngoài của các anh trai bên phía bằng danh rồi. Điểm cho FC Vẻ 17-15. Ai đây? Đăng Khoa. Pha phòng tốt của anh Thế Ngọc. Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn. Rất đáng tiếc tình huống xử lý của chuyền hai Văn Trọng đã không thành công. Tình huống xử lý ngay bước hai của chuyền hai Văn Trọng đã không thành công. Điểm cho FC Vẻ 18-15. Đăng Khoa. Bóng chạm tay rồi. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Tình huống kết thúc tốt của Đăng Khoa. Điểm cho bảng danh 16-18. Anh Thế Ngọc. Pha kêu tốt của Văn Bình. Tình huống kết thúc tốt của Văn Bình đã mang điểm số cho bảng danh 17-18. Khoảng cách giữa đội là 1 điểm số mà thôi. Ai đây? Phạm Hoàng. Bóng chắn quá tốt.
Vâng, tình huống bóng chắn thành công của cặp đôi đó là Đức Thành và Văn Bình. Điểm số đã trở về là hơn bằng 18 đều. 18 đều các bạn ơi. Các trai bên phía đội FC vẻ bình tĩnh tự tin nào. Vâng, rất đáng tiếc. Và đập bóng uy lực vừa rồi là của Phạm Hòa đã không thành công. Một điểm số cho bằng danh 19-18. Vậy là sau một khoảng thời gian dài bị dẫn trước thì các trai bên phía đội bằng danh lúc này lại vươn lên rồi. Ok, một pha bóng không hiểu ý rồi. Một tình huống chuyền hơi lỗi của Văn Cương. Một điểm số tiếp theo cho bằng danh 20-18. Đường một tốt. Anh Thế Ngọc. Và cái điểm của anh Thế Ngọc rồi. Tình huống xử lý bóng về cuối sân quá tốt của anh Thế Ngọc để giành điểm số cho FC về 19-20. Các anh trai bên đội FC vẻ cố lên. Một pha bóng tấn công của Hoàng Hoàng rất đáng tiếc, bóng ngoài sân. Vâng, đã điểm số 21-19 cho bằng danh rồi. Vâng, khoảng cách giữa đội đang là 2 điểm số. Một pha phát bóng tấn công không thành công của Đăng Khoa. 20-21 cho FC VV. Đường một tốt của Đức Thành. Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Ai đây? Phạm Hoàng. Một pha xử lý ngay của Văn Trọng. Và phòng ngủ quá tốt của Đăng Khoa các bạn ạ. Bóng vẫn còn. Một tình huống đôi công của hai đội. Ai đây? Và chuyền hơi săn lưới của Hữu Hà. Rất đáng tiếc, pha xử lý bóng cuối cùng của anh trai bên phía đội Mường Danh đã không thành công. Vâng, điểm số trở về dẫn bằng 21 đều. 21 đều cho FC vẻ. Bước một tốt của Đức Thành. Đăng Khoa. Vâng, rất đáng tiếc tình huống đập bóng uy lực của Đăng Khoa đã ra ngoài. Bước điểm cho anh trai bên phía đội FC vẻ 22-21. Với FC vẻ đã vươn lên. Tình huống phát bóng vừa rồi là của Đỗ Đạt. Bóng vẫn còn. Và sà bóng an toàn của anh Thái Ngọc. Duy Khánh. Một huống kết thúc tốt của Duy Khánh rồi. Vâng, pha kết thúc có lực quá tốt của Duy Khánh để giành số 2 đều cho bằng danh. Vâng, các trai bên phía đội bằng danh là gồm các chàng trai rất trẻ. Một pha kết thúc có thành công của anh Thái Ngọc quá đáng tiếc. Bóng chạm vào lưới ra ngoài. Một điểm cho anh trai bên phía đội bằng danh. 23-22. Vâng, bằng danh này vượt lên. Vâng, Đức Thành sang người phát bóng cho anh trai bên phía đội bằng danh. Bước một tốt. Anh Thế Ngọc. Và cứu tốt của Đức Thành rồi. Vâng, Đức Thành đã giành điểm số 24-22 cho bằng danh. Vâng, đã có điểm set boy cho bằng danh nữa các bạn ạ. Còn một điểm số thôi, các anh trai bên phía đội vàng danh sẽ giành chiến thắng trong trận đấu thứ hai này. Phạm Hoàng, pha cứu tốt của Phạm Hoàng. Tình huống đập bóng tốt, Phạm Hoàng giành điểm số 23-24 cho FC vẻ. Khoảng cách giữa đội là một điểm số mà thôi. Nó sẽ tình huống phải bóng an toàn. Thúy Khánh, và phòng tốt của Đỗ Đạt. Phạm Hoàng. Tình huống phòng thủ tốt vừa rồi là của Văn Bình. Rất đáng tiếc tình huống đá bóng của Duy Khánh ra ngoài. Với điểm số đã trở về dẫn bằng 24 đều. 24 đều rồi. Cơ hội vẫn 50-50 cho hai đội. Đăng Khoa. Không phải tình huống phù lý vừa rồi là của Đức Thánh nó không thành công. Điểm cho FC vẻ 25-24. Vâng, gió đã đổi chiều rồi. Cơ hội kết thúc sẽ đấu theo thuộc sẽ thuộc về các trai bên phía đội FC vẻ. Và cứ quá tuyệt vời là của Duy Khánh các bạn. Tình huống đập bóng highlight của các trai bên phía đội vàng danh. Tình huống kết thúc quá tuyệt vời vừa rồi là của Duy Khánh. 25 đều cho vàng danh. Rất đáng tiếc. Tình huống ngay sau đó Duy Khánh này phát bóng hỏng các bạn ạ. Công bằng tội đấy. Điểm cho FC vẻ 26-25. Bóng chắn loạt mất rồi và cứ rốt của Đức Thành. Điểm số lại trở về thân bằng 26 đều. Và những phút cuối này đang diễn ra, điểm số diễn ra rất kịch tính các bạn ạ. Và cứ tuyệt vời của Phạm Hoàng. Vâng, một tình huống lên tiếng quá khét của Phạm Hoàng để giành điểm số cho FC vẻ 27-26.
Vẫn là gọi kết thúc trận đấu cho FC về ạ. Chị đâu? Ở Phạm Hòa sang người phá bóng cho FC về ạ. Rất mạnh và bung bóng tốt của Đức Thành. Cuộc kết thúc trận đấu cho FC về ạ. Công thành công rồi, một pha bóng phối hợp tấn công không thành công của anh trai bên phía đội FC về các bạn ạ. Tình huống xử lý cuối cùng của các anh trai bên phía đội FC về đã không thành công, điểm cho bằng danh 27 đều. Và tận dụng cơ hội không thành công của các anh trai bên phía đội vui vẻ. Cơ hội tổ chức phản công cho bằng danh. Duy Khánh qua tột. Một pha xử lý vào của Duy Khánh vào chỗ không người rồi. Điểm cho anh trai bên phía đội Hoàng Danh 28-27. Cơ hội kết thúc trận đấu tại thuộc về Hoàng Danh. Văn Cương. Và cứu bóng thành công. Phạm Hoàng quá tốt. Phạm Hoàng lại giành được số 28 đều cho vui vẻ. Một màn rượt đuổi tỷ số rất kịch tính đang diễn ra tại sân của nhà văn hóa khu 1 Phiên Thanh các bạn ạ. Và kết thúc tốt của Đăng Khoa. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Đăng Khoa đã chạm lên, đã bật tay chắn thằng trai bên phía đội FC vẻ ra ngoài. Điểm cho bằng danh 29-28. Đúng một tốt của Đỗ Đạt. Vâng, một pha xử lý bóng đầy kinh nghiệm của Hữu Hòa. Vâng, Hữu Hòa có pha xử lý bóng quá tốt để giành được số 29 đều cho vui vẻ. Đúng một tốt của Văn Bình. Duy Khánh bắn chắn tốt rồi, bóng vẫn còn. Quá cố gắng. Ai đây? Đỗ Đạt. Không thành công rồi. Quá đáng tiếc cho vui vẻ. Vâng, vậy là điểm cho Hoàng Danh 30-29. Hoàng Danh lại vượt lên. Ai đây? Phạm Hoàng. Quá tốt. Cuồng pha cứu bóng quá tuyệt vời vừa rồi là của Đức Thành. Tưởng như là vui vẻ ăn điểm nhưng mà Đức Thành có tình huống cứu bóng quá tốt. Không được rồi, vậy là kết thúc trận đấu thứ hai này. Những con trai bên phía đội Vàng Danh đã vượt qua vui vẻ tỷ số là 31-29 các bạn ạ. Một trận đấu diễn ra được bán đuổi màn với màn điểm rượt đuổi tỷ số tuyệt vời của hai đội. Và vậy là sau hai set thì Vàng Danh đang tạm dẫn các con trai bên phía đội FC vẻ tỷ số là 2-0. Và hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị đánh trận đấu thứ ba. Đội kết thúc được. Đồ ăn mất rồi. Anh Ngọc cầm quài xét cho anh Trung xuống đánh xét. Anh Trung để kia. Anh Trung đưa quài. Anh Ngọc trọng tài. Này đánh Công Hiến nào, nó vã mạnh vào, đánh Công Hiến vào, đánh Công Hiến là lấy chú lấy hai nai cái. Này mấy thằng, đánh Công Hiến là để chú lấy hai nai nhá. Đánh Công Hiến để chú lấy hai nai cái. Đánh Công Hiến mà có hai nai, đánh Công Hiến thì làm gì có hai nai. Nó gì đủ người đâu, anh Trung báo đủ chứ. Một người đánh cho bằng danh nhưng mà. Một người đánh cho bằng danh nhưng mà. Xin đồng nhiệt chào mừng tất cả quý vị khán giả, chúng ta hãy trở lại sân thi đấu của nhà văn hóa khu 1 Phường Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để
theo dõi diễn biến của trận đấu thứ 3 giữa FC Vỉa và câu lạc bộ Bằng Danh. Vậy là trận đấu thứ 3 đã chính thức bắt đầu và điểm số đầu tiên. Và điểm số đầu tiên trong trận đấu thứ 3 này đã thuộc về con trai bên phía đội FC Vỉa. 1-0 cho FC Vỉa. Đức Thành. Và cứu tốt của Đức Thành rồi. Và Đức Thành đã giành điểm số 1-0 cho con trai bên phía đội Bằng Danh. Thường thay quần áo ấy, sang đánh xét. Đánh xét cho em ngồi thấp xuống dưới để nó vào góc quanh. Đây anh Trâm ngồi. Em ngồi đi, cứ ngồi đây được rồi. Ngồi đây rồi. Vâng, vậy là 2-1 trong trai bên phía đội FC Vẻ. Rất đáng tiếc và pha bóng của Phạm Hòa đã không qua hàng lưới và điểm cho trai bên phía đội Vàng Danh 2-0. Pha kết thúc của Đăng Khoa đã không thành công. Vâng, điểm số cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ 3-2 cho Vui Vẻ. Phạm Hoàng, bóng vẫn còn. Tình huống cứu bóng vừa rồi là không được rồi. Pha phối hợp tấn công không thành công. Vâng, điểm số 3-0 cho anh trai bên phía đội Bằng Danh. Một tốt, Phạm Hoàng quá hay. Tình huống phối hợp tấn công quá tuyệt vời của chuyền hai Hữu Hà và tình huống kết thúc tốt của Phạm Hoàng. Bóng Phạm Hoàng đã mang điểm số 4-3 cho FC Vẻ. Bóng vẫn còn, ai đây? Vẫn là Phạm Hoàng. Quá tuyệt vời. Vâng, vậy là trọng tài đã xác định lỗi kỹ thuật của anh trai bên phía đội Bằng Danh. Điểm cho FC Vẻ 5-3. Vâng, xét đấu thứ 3 này thì anh Thế Ngọc sẽ là người cầm quài. Một pha cứu tốt vừa rồi là của Duy Khánh. Duy Khánh đã mang điểm số 4-5 cho Bằng Danh. Đấy, theo con tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp của Duy Khánh rồi. 5-0 cho trai bên phía đội Bằng Danh. Đấy, theo tôi sát đội hình ra quân của trai bên phía đội FC Vẻ. Trong xét đấu thứ 3 này gồm có Văn Cường, Đỗ Đạt, Hữu Hà. Và cứu tốt vừa rồi là của Đỗ Đạt các bạn ạ. Đỗ Đạt đã giành điểm số 6-5 cho Vui Vẻ. Anh Thành Trung và Phạm Hoàng. Đấy là đội hình ra quân của ông trai bên phía đội FC Vẻ. Có ông trai bên phía đội Vàng Danh gồm có Đức Thành, Văn Bình, Văn Trọng, Duy Khánh và chàng trai trẻ đầy tài năng của Vàng Danh cũng như thành phố Uông Bí, đó là Đăng Khoa. Vâng, điểm số hiện tại đang là 7-5 cho ông trai bên phía đội FC Vẻ. Anh Thành Trung người phát bóng cho Vui Vẻ. Bước một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa quá tốt. Vâng, tình huống ghi điểm của Đăng Khoa cho Bằng Danh. 6-7 cho Bằng Danh. Còn Đăng Khoa sẽ là người phát bóng. Bước một tốt của Phạm Hoàng. Và tốt của Phạm Hoàng rồi. Vâng, pha phối hợp tấn công quá tốt của chuyền hai Hữu Hà và Phạm Hoàng các bạn ạ. Một pha phối hợp tấn công quen thuộc của cặp đôi này. 8-6 cho Vui Vẻ. Một pha cứu quá tuyệt vời vừa là của Duy Khánh. Còn tình huống kết thúc có lực quá tốt của Duy Khánh để giành điểm số cho Bằng Danh. 7-8 cho Bằng Danh. Xỏ giày thay quần áo đi em. Đã làm xét. Hả? Anh Vui Vẻ. Ui, một câu trả lời quá tuyệt vời đến từ Văn Cường bạn ơi. Một pha đáp trả quá tuyệt vời của Văn Cường để giành điểm số cho càng trai bên phía đội Vui Vẻ. 9-7. Vâng, một tình huống kết thúc có lực quá tuyệt vời của Văn Cường. Vâng, lỗi rồi, lỗi sang vạch rồi. Vâng, vậy là trọng tài đã quài nhầm các bạn ạ. Trọng tài cho đánh lại tình huống bóng rồi. Điểm số vẫn là 9-7 cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Một pha kết thúc tốt, có lực tốt vừa rồi là của Duy Khánh. Tình huống phá chắn thành công của Duy Khánh, điểm cho trai bên phía đội Bằng Danh 8-9. Bóng tốt của Văn Cường. Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn.
Ai đây? Một pha sóng ngay của Phong ạ. Ông pha ghi điểm vừa là của Đức Thành rồi. Đức Thành đã tình huống ghi điểm cho người trai bên phía đội Hoàng Danh 9 đều. Do nhân lực của Hoàng Danh hôm nay đến sân của khu vực Phương Thanh chỉ có 4 người thôi, nên là Đức Thành đang đầu quân cho anh trai bên phía đội Hoàng Danh. Và kết thúc không thành công của anh trai bên phía đội Hoàng Danh, điểm cho FC Vẻ 19. 19 cho FC Vẻ. Vâng, Phạm Hoàng sẽ người phát bóng cho FC Vẻ. Và phát bóng tấn công có lực tốt của Phạm Hoàng. Một tình huống kết thúc qua lực quá tuyệt vời của Duy Khánh. Vâng, Duy Khánh hôm nay là thi đấu rất ấn tượng các bạn ạ. Bên cạnh Đăng Khoa thì hôm nay Duy Khánh đang thi đấu quá ấn tượng. 10 đều cho Hoàng Danh. Một pha ghi điểm của Phạm Hoàng. Một tình huống đáp trả quá tốt của Phạm Hoàng sau pha ghi điểm của Duy Khánh. Vâng. 11-10 cho trai bên phía đội Vui Vẻ. Ở sau pha kết thúc tốt rồi là của Phạm Hoàng thì bóng đã bay ra khỏi sân các bạn ạ, bay ra khỏi hàng rào. Hoàng Danh một trận đấu này tiếp tục. Đăng Khoa, bóng vẫn còn. Đức Thành và phòng tốt rồi là của Văn Cường. Vẫn là Văn Cường. Bóng hiền rồi, cơ hội tổ chức phản công cho Hoàng Danh. Vẫn là Đức Thành, bám chắn quá tốt. Vâng, tình huống bám chắn thành công rồi là của Đỗ Đạt. Đỗ Đạt tình huống bấm chắn quá tốt để giành điểm số 12-10 cho Vui Vẻ. Bước một tốt của Văn Bình. Và phối hợp quá tuyệt vời. Vâng, tình huống phối hợp quá tuyệt vời vừa rồi là giữa chuyền hai Văn Trọng và pha kết thúc tốt của Duy Khánh. Duy Khánh mang điểm số 11-12 cho Hoàng Danh. Phạm Hoàng quá hay. Vâng, đấy là câu trả lời của Phạm Hoàng. Phạm Hoàng là tình huống kết thúc tốt để giành điểm số cho Vui Vẻ 13-11. Bóng vẫn còn. Ai đây? Vẫn là Duy Khánh. Quá hay. Vâng, hôm nay Duy Khánh thi đấu quá ấn tượng các bạn ạ. Một điểm số được ghi bởi Duy Khánh cho Hoàng Danh. 12-13. Ai đây? Phạm Hoàng. Bóng chạm chắn ra ngoài. Vâng. Tình huống kết thúc tốt vừa rồi là của Phạm Hoàng. Phạm Hoàng đã mang điểm số 14-12 cho Vui Vẻ. Vâng, bên phía Vui Vẻ thì Phạm Hoàng đang thi đấu cực kỳ ấn tượng các bạn ạ. Vẫn là Phạm Hoàng, quá tuyệt vời. Lại pha phối hợp tấn công quen thuộc giữa chuyền hai Hữu Hòa và Phạm Hoàng. Vâng, Phạm Hoàng mang điểm số 15-12 cho Vui Vẻ. Các tình huống bóng của Phạm Hoàng đang thể hiện một tình huống đập bóng uy lực của Duy Khánh ở của Đăng Khoa. Vâng, bóng đã chạm chắn ra ngoài. Vẫn Đăng Khoa đã giành điểm số 13-15 cho Hoàng Danh. Nhưng tình huống bóng những phút qua của Phạm Hoàng là rất hiệu quả các bạn nhé. Ai đây? Vẫn là Phạm Hoàng. Lần này thì Hoàng đã bị bắt bài rồi. Tình huống bóng chắn thành công của đôi đó là Đăng Khoa và Văn Bình. Điểm cho Hoàng Danh 14-15. Văn Cường lót chắn rồi. Vâng, tình huống lót tay chắn. Điểm cho con trai bên phía đội Vui Vẻ 16-14. Và kết thúc không thành công của Duy Khánh. Và điểm cho Vui Vẻ 17-14. Ui, và cái lực quy lực vừa rồi của Duy Khánh các bạn ạ. Và cái lực quy lực quá tốt của Duy Khánh đã khiến cho hàng thủ bên phía FC Vẻ vào thủ không thành công. Vâng, điểm số cho Vui Vẻ 15-17. Rất đáng tiếc, ngay sau đó là pha bắt bóng hỏng của Văn Danh rồi. Điểm cho Vui Vẻ 18-15. Và Phạm Hoàng sẽ là người phát bóng cho Vui Vẻ. Bóng hiền, cơ hội tổ chức phản công cho Vui Vẻ. Không thành công rồi. Ở lần này thì các pha phối hợp thành không thành công của con trai bên phía đội Vui Vẻ. Điểm cho Bằng Danh 16-18. Đỗ Đạt không được.
Và không thành công của Đỗ Đạt. Một điểm cho Bằng Danh. 17-18, khoảng cách giữa đoạn là một điểm số thôi. Văn Cương. Bóng vẫn còn. Và bóng chắn tốt vừa rồi là của Bằng Danh. Quá hay. Không được rồi. Vâng, vậy là đã điểm số 19-17 cho Vui Vẻ. Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Đỗ Đạt. Chưa được. Vẫn là Duy Khánh. Bóng ngoài sân rồi. Tình huống đập bóng của Duy Khánh vừa rồi đã chạm mép lưới, đã bật mép lưới ra ngoài. Và điểm cho Vui Vẻ 20-17. Và khoảng cách giữa hai đội là 3 điểm số. Rất đáng tiếc. Và bắt buộc không thành công. Tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp rồi là của Đỗ Đạt. Vâng, Đỗ Đạt đã mang điểm số 21-17 cho Vui Vẻ. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa của anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Tình huống phát bóng ăn điểm trực tiếp vừa rồi là của Văn Cương. 22-17 cho các trai bên phía đội Vui Vẻ. Đúng một tốt rồi. Vâng, pha xử lý vừa rồi là của Đăng Khoa đã không thành công. Vâng, điểm số 23-17 cho Vui Vẻ. Ai đây? Duy Khánh. Quá tốt. Vâng, nỗi kỹ thuật của anh trai bên phía đội Vui Vẻ rồi, điểm cho Bằng Danh. 18-23. Ai đây? Đỗ Đạt. Rồi, lỗi dẫm vạch rồi, lỗi dẫm vạch của Đỗ Đạt. Khi nhảy lên đập bóng và điểm cho anh trai bên phía đội Bằng Danh. 19-23. Và phản bóng rất khó chịu của Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Văn Cương không thành công rồi, rất đáng tiếc. Vậy là đã có điểm số 20-23 cho Bằng Danh. Khoảng cách giữa đội là 3 điểm số rồi. Các anh trai bên phía đội Bằng Danh lên liên tiếp 3 điểm số rồi. Rất đáng tiếc, pha xử lý không thành công của chiến hai Hữu Hà. Vậy là 21-23 cho Bằng Danh. Vâng, một mạch điểm số đó là 4 điểm số liên tiếp của Bằng Danh. Quá tuyệt vời. Một pha kết thúc quá tuyệt vời đến từ Phạm Hoàng. Và đã điểm set point cho anh trai đến từ Vui Vẻ. 24-21. Một pha phối hợp tấn công quá tốt giữa chuyền hai Hữu Hà và tình huống kết thúc tuyệt vời của Phạm Hoàng các bạn ạ. Bóng ngoài sân. Vậy là kết thúc set đấu thứ ba này thì các anh trai bên phía đội Vui Vẻ đã vượt qua các anh trai đến từ Bằng Danh tỷ số là 25-21. Và sau 3 set thì các anh trai bên phía Bằng Danh đang tạm dẫn các anh trai bên phía đội Vui Vẻ với tỷ số là 2-1. Hai đội sẽ tạm nghỉ ít phút để chuẩn bị đánh set đấu thứ tư. Xin kính chào toàn thể quý vị khán giả, chúng ta đã trở lại sân thi đấu của nhà văn hóa khu 1 phường Thành, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để theo dõi diễn biến của set đấu thứ tư giữa FC Vẻ Vàng và Bằng Danh. Và set đấu thứ tư đã chính thức bắt đầu. Vâng, hai điểm số được ghi cho anh trai bên phía đội Bằng Danh. 2-0 cho Bằng Danh rồi. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp vừa là của Đăng Khoa bạn ạ. Vâng, tình huống kết thúc tốt vừa rồi là của Phạm Hoàng. Vâng, Phạm Hoàng đã giành điểm số 1-2 cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Ngoài à? Rất đáng tiếc, vậy là trọng tài đã xác định bóng ngoài sân. Vậy là 3-0 cho các anh trai bên phía đội Bằng Danh các bạn ạ. Đỗ Đạt. Và kết thúc tốt của Đỗ Đạt rồi. Vâng, Đỗ Đạt đã giành điểm số cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ, 1-3 cho Vui Vẻ. Ở đây Đăng Khoa. Bóng vẫn còn. Một tình huống phòng thủ tốt của các anh trai bên phía đội Bằng Danh. Một pha kết thúc không thành công của Bằng Danh rồi, điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. 2-3. Đúng một tốt của Duy Khánh. Vâng, pha phòng thủ không thành công rồi. Tình huống phòng thủ không thành công của anh trai bên phía đội FC Vẻ, điểm cho Bằng Danh. 4-2. Vâng, vậy đã có sự chỉ đạo của huấn luyện viên trưởng đó là ông Hoàng Văn Dũng các bạn ạ. Ông Hoàng Văn Dũng hiện tại đang đến sân để hướng dẫn và chỉ đạo các anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Một pha kết thúc tốt vừa rồi là của Đức Thành. Vâng, pha kết thúc tốt của Đức Thành thì xem số cho Vui Vẻ. 3-4 cho Vui Vẻ. Rất đáng tiếc. Rồi, tình huống phạt bóng thành công của Phạm Hòa. Một điểm số được ghi cho anh trai bên phía đội Bằng Danh. 5-3. Đức Thành.
Vâng, pha xử lý tốt của Đức Thành. Vâng, pha xử lý khéo của Đức Thành đã giành điểm số cho Vui Vẻ 4-5. Đăng Khoa. Vâng, tình huống ghi điểm của Đăng Khoa rồi. 6-4 cho anh trai bên phía đội vàng xanh. Một pha dứt bóng, phạt bóng rất mạnh của Đăng Khoa. Vâng, tình huống phối hợp tấn công vừa rồi đã bị bắt bài. Điểm cho anh trai bên phía đội vàng xanh. 7-4. Rất đáng tiếc, tình huống phát bóng hỏng của Duy Khánh rồi. Điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ 5-7. Bước một tốt của Duy Khánh, Đăng Khoa. Và phòng tốt của Đức Thành. Vâng. Vâng, là tình huống ghi điểm của Đỗ Đạt cho anh trai bên phía đội Vẻ 6-7, khoảng cách giữa đội là một điểm số rồi. Rất đáng tiếc, tình huống phát bóng ra ngoài mất rồi. Điểm cho anh trai bên phía đội vàng xanh 8-6. Ở trong một trận đấu chúng ta nên hạn chế tối đa tình huống phát bóng hỏng các bạn. Bước một tốt của anh Hình Trung. Phạm Hoàng quá hay, đó là pha xử lý của Phạm Hoàng. Phạm Hoàng đã giành điểm số cho Vui Vẻ 7-8. Vâng, vậy là trọng tài đã xác định điểm cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ 8-8, với điểm số đã trở về thân bằng rồi. Bước một tốt của Duy Khánh. Đăng Khoa. Vâng, pha phối hợp tấn công đánh chồng rất đẹp mắt của anh trai bên phía đội vàng xanh. Rất đáng tiếc pha kết thúc cuối cùng lại không thành công các bạn ạ. Bóng ngoài sân, điểm cho Vui Vẻ 9-8. Bước một tốt của Duy Khánh. Vẫn là Duy Khánh. Bóng vẫn còn. Vâng, vậy là trọng tài đã xác định điểm cho anh trai bên phía đội vàng xanh. Tình huống bấm chắn hợp lệ. 9-0 cho vàng xanh. Bước một tốt. Và cứu tốt của Đức Thành rồi. Và thuộc uy lực của Đức Thành đã giành điểm số cho Vui Vẻ 19. Còn Đỗ Đạt sẽ người phát bóng cho Vui Vẻ. Mùa tốt của anh Hình Trung. Đức Thành quá hay. Và xử lý bóng vừa rồi là của Đức Thành đã thành công. Bóng đã leo mép lưới và rơi về sân con trai bên phía đội vàng xanh. Điểm cho Vui Vẻ 11-9. Đăng Khoa, một tình huống kết thúc uy lực của Đăng Khoa. Vâng, rất đáng tiếc tình huống bóng vừa rồi đã chạm chắn các bạn. Và kết thúc uy lực của Đăng Khoa đã chạm tay chắn ra ngoài. Điểm cho vàng xanh 10-11. Và xử lý ngay của Hiền Hai Hữu Hà, bóng vẫn còn. Duy Khánh chưa thành công. Phạm Hoàng kết thúc thành công rồi. Một pha phối hợp quen thuộc giữa Truyền Hai Hữu Hà và tình huống kết thúc của Phạm Hoàng. 12-10 cho Vui Vẻ. Văn Cương, một tình huống kết thúc uy lực không thành công. Vâng, điểm cho Vui Vẻ 13-10. Khoảng cách giữa đội đang là 3 điểm số. Đăng Khoa. Phạm Hoàng tuyệt vời. Một pha kết thúc lấy dấu của Phạm Hoàng rồi. Một tình huống kết thúc quả lực quá tuyệt vời của Phạm Hoàng để giành điểm số cho Vui Vẻ 14-10. Bay ngoài rồi. Vâng, pha bóng vừa rồi là làm cho chàng trai bên phía đội vàng xanh cũng mất phương hướng luôn các bạn ạ. Tình huống lấy dấu của Phạm Hoàng rồi đã khiến cho chàng trai trẻ bên phía vàng danh mất phương hướng luôn. Điểm số hiện tại đang là 14-10 cho anh trai bên phía đội Vui Vẻ. Khoảng cách giữa đội là 4 điểm số. Duy Khánh, tình huống kết thúc tốt Duy Khánh. Vâng, bóng đã bật tay chắn ra ngoài. Điểm cho anh trai bên phía đội vàng danh 11-14. Và phạt bóng không thành công của Duy Khánh.
Ngày hôm nay thì Duy Khánh phát bóng hỏng hơi nhiều các bạn ạ. Thì đấu ấn tượng nhưng mà phát bóng hỏng khá nhiều. Một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp của Phong Hoàng. 16-11 cho anh trai mình biên đội vui vẻ. Yeah. Một pha phản bóng rất khó chịu của Đức Thành, bóng vẫn còn. Bóng phạt bóng rồi lại leo lưới. Một pha kết thúc rồi của Phạm Hoàng đã thành công rồi, quá đáng tiếc. Ở vậy là trọng tài đã xác định là bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm cho vui vẻ 17-11. Rất đáng tiếc, tình huống kết thúc không thành công của Duy Khánh. Một điểm số ghi cho anh trai bên phía đội vẻ 18-11. Còn khoảng cách giữa đội đã là 7 điểm số rồi. Đáng quá. Vâng, lỗi chạm lưới của anh trai bên phía đội vẻ. Điểm cho bằng danh 12-18. Rồi 25 thôi, 25 mình đi uống rượu chứ. Đức Thành, quá tuyệt vời. Một pha được bóng như lã đấy bác của Đức Thành vào tay chắn bên phía đội vàng xanh. Vâng, điểm cho anh trai bên phía đội vui vẻ 19-12. Rồi, theo tôi quan sát là Đức Thành sau Tết đã giảm cân các bạn ạ. Phạm Hoàng cái bóng cho vui vẻ. Một pha phạt bóng rất khó chịu của Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn. Cơ hội tổ chức phản công cho vui vẻ Phạm Hoàng. Bóng vẫn còn, cái chân rất khéo của Đỗ Đạt. Ai đây, Duy Khánh. Rất khéo, vâng, một tình huống bỏ nhỏ rất khéo đến từ Duy Khánh. Vâng, Duy Khánh mang điểm số 13-19 cho Bằng Danh. Văn Cường người phát bóng cho Bằng Danh. Vâng, một tốt rồi. Vâng, tình huống đập bóng của Hoàng đã loạt tay chắn. Mở điểm cho anh trai đến từ vui vẻ 20-13. Rất đáng tiếc. Một pha phát bóng hỏng mất rồi. Vâng, điểm cho anh trai bên tía làm vàng xanh 14-20. Được một tốt Phạm Hoàng. Đỗ Đạt. Và kết thúc uy lực của Đỗ Đạt đã thành công. Vâng, tình huống kết thúc tốt của Đỗ Đạt rồi. Đỗ Đạt đã giành điểm số 21-14 cho các anh trai đến từ vui vẻ. Duy Khánh, Phạm Hoàng, bóng vẫn còn. Pha phòng tốt của Đức Thành, vẫn là Đức Thành. Pha sáu bóng ngay của chuyền hai Văn Trọng. Tình huống phòng thủ tốt của thằng trai bên phía đội vẻ. Duy Khánh bám chắn tốt, cái chân rất khéo của Đăng Khoa. Bóng vẫn còn. Ngoài sân mất rồi, quá đáng tiếc. Pha xử lý cuối cùng của anh trai bên phía đội vui vẻ không thành công. Điểm 15-21 cho Bằng Danh. Đúng một tốt anh Thành Trung. Đỗ Đạt. Vâng, vậy là tình huống phá chắn thành công của Đỗ Đạt. Đỗ Đạt tình huống đập bóng tốt để mang điểm số 22-15 cho vui vẻ. Phạm Hoàng. Rất đáng tiếc, tình huống lập bóng vừa rồi của Hoàng đã bật mâm lưới ra ngoài. Vâng, điểm cho Bằng Danh 16-22. Vâng, một tốc của Đỗ Đạt. Phạm Hoàng không thành công rồi. Vâng, điểm cho anh trai đến từ Bằng Danh 17-22. Khoảng cách giữa đội là 5 điểm số. Bám chắn thành công rồi. Tình huống đập bóng uy lực của Đức Thành đã không qua được tay chắn bên phía đội Bằng Danh. Và bám chắn thành công vừa rồi là của Văn Trọng và Văn Bình. 18-22 cho Bằng Danh. Đỗ Đạt. Và là bóng tốt của Đỗ Đạt. Bóng đã chạm tay chắn ra ngoài. Vâng, điểm cho vui vẻ 23-18. Vâng, và cứu bóng thành công của Bằng Danh. Mở điểm cho vui vẻ 24-18. Vậy đã điểm set point cho vui vẻ rồi. Duy Khánh, Phạm Hoàng. Vậy là kết thúc trận đấu thứ tư này các anh trai bên phía đội
vui vẻ đã vượt qua bằng danh tỷ số là 25-18. Và sau 4 set lại là hai đội đang hòa nhau tỷ số là 2-2. Đây là trận thi đấu giao hữu, đây là tỷ số tuyệt vời rồi các bạn ạ. Và hai đội, vâng, trận đấu này sẽ kết thúc tại đây.